Ông làm xong cửa Kiên thì làm cửa cho Việt thì không Việt nó không theo cũng quá chưa thì nói gì. Mà nhưng mà tính làm cửa nhôm tận dụng cửa cũ mà có thể là cửa nhôm vậy thôi và quá lắm giờ mà nói thẳng ra làm chịu thì không phải làm đây mà chịu bao giờ mới là điều quan trọng. Bây giờ bỏ chịu một năm hay là chịu mấy tháng thì nó rõ nói ràng chung ra mà chịu cái làm cái này chú bỏ ra nhiều công lắm và nhiều vốn lắm mà, thì bỏ rồi bỏ chịu một năm hay chịu mấy tháng thì còn biết thì mấy năm làm chứ thì phải theo cái dự tính của mình tính toán chứ giờ làm xong rồi rút lại cũng không ý kiến gì thôi tốt nhất là không làm chơi còn hơn trả công nếu còn nghỉ làm việc khác tặng coi là lòng chi mẹ Việt này Long à. Con là Long Chi thằng Thành Long. Nó làm cửa của ông chứ không? Đúng. Đã đặt nên đặt xong gọi xong qua xong rồi sau lại thôi. Lại làm nhôm kính mà. Như thế mình đã không thích rồi. Rồi cuối năm lên ông làm cho con mấy cái đôn làm năm bốn cái thì tôi kể phải 5 triệu nhưng kể một cái đôi kẹ ấy này có hình có ngăn kéo có đồ xong ấy thì đấy thì 4,5 triệu